Đây là bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 năm tài chính. Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ là gì? Là một cái bảng để thể hiện tất cả các thông tin từ tên công cụ dụng cụ, giá trị mua vào của công cụ dụng cụ, thời gian phân bổ của công cụ và thời gian phân bổ còn lại, và đặc biệt hơn đó là số tiền lũy kế đã phân bổ và giá trị còn lại của công cụ dụng cụ. Với bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của tháng 1 năm tài chính thì bao gồm sẽ phân bổ các cái công cụ dụng cụ của năm tài chính cũ mà các bạn đã được học ở phần cập nhật công cụ dụng cụ đầu kỳ, cũng như một số công cụ dụng cụ mua và ghi tăng ở trong tháng 1 năm tài chính. Với bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này có các loại máy châm cứu, máy đốt cao tần, đèn pin, máy tạo oxy, máy điện châm là được dùng cho bộ phận khám chữa bệnh. Còn tủ hồ sơ và máy tính thì dùng cho bộ phận quản lý. Với các bộ phận về khám chữa bệnh thì tài khoản chi phí là 154. Các bạn nhấn tải về ở bên cạnh để tải về thông tin bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Trong các công cụ dụng cụ như tôi vừa trình bày thì chỉ trừ phần máy tính để bàn là tủ đựng hồ sơ là cho vào chi phí 642. Còn lại thì chúng ta sẽ đưa vào bộ phận các cái công cụ dụng cụ đầu kỳ thì chủ yếu là đưa về 100% vào bộ phận khám dịch vụ. Còn một công cụ dụng cụ là máy điện châm có giá 3 triệu đồng mua mới ở trong kỳ thì được phân bổ 90% vào bộ phận khám dịch vụ và 10% cho vào bộ phận khám bảo hiểm xã hội. Cách thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Ở phần đầu kỳ thì các bạn đã được nhập tất cả các cái mã OPN về công cụ dụng cụ và các bạn cũng đã được học về phần đối chiếu công cụ dụng cụ đầu kỳ. Chúng ta có thể kiểm tra lại dữ liệu đầu kỳ bằng cách vào báo cáo công cụ dụng cụ đầu kỳ, bảng tính công cụ dụng cụ, chọn thời gian là năm trước. Năm trước ở đây thì tùy theo cách hiểu, ví dụ như các bạn đang làm năm 2021 thì năm trước là năm 2020. Các bạn làm năm 2022 thì năm trước sẽ là năm 2021 và các bạn mở ra để kiểm tra đối chiếu dữ liệu của các phần công cụ dụng cụ đầu kỳ mà chúng ta đã nhập liệu. Sau khi kiểm tra tính đầu kỳ giữa bảng cân đối tài khoản so với bảng phân bổ công cụ dụng cụ của đầu kỳ thì các bạn tiếp tục kiểm tra lại các bút toán ghi tăng trong tháng 1. Trong tháng 1, chúng ta có ngày 20 tháng 1 có phần mua máy điện châm. Về máy điện châm này ở phần mua và ghi tăng của hóa đơn tôi đã hướng dẫn 90% cho vào dịch vụ và 10% cho vào quản lý. Sau khi kiểm tra các thông tin thì chúng ta vào phần đối chiếu lại. Chúng ta vào phần báo cáo đối chiếu, chọn báo cáo đối chiếu giữa công cụ dụng cụ so với chi phí trả trước, chọn tháng 1, nhấn đồng ý. Nếu như báo cáo đối chiếu sổ theo dõi và chi phí trả trước mà không có thông tin thì chứng tỏ là chúng ta đã thực hiện đủ hai bước mua và ghi tăng ở trong kỳ đầy đủ. Còn nếu như trong trường hợp mà phần sổ cái còn thông tin mà phần theo dõi ghi tăng công cụ không có thông tin thì chứng tỏ là các bạn đang ghi tăng thiếu công cụ dụng cụ thì chúng ta nên đóng lại để ghi tăng hàng loạt công cụ dụng cụ trước. Sau đó thì các bạn mới được thực hiện việc phân bổ công cụ dụng cụ như ở bài giảng. Trường hợp thứ hai, nếu như bên sổ cái này là không có dữ liệu mà bên sổ theo dõi lại có dữ liệu thì có nghĩa là các bạn đang ghi tăng thừa. Nguyên nhân ghi tăng thừa là do các bạn đã ghi tăng nhưng sau đó các bạn thay đổi ý định, chúng ta lại đưa tài khoản 242 về tài khoản cho thẳng vào chi phí, dẫn đến là sẽ không có cái điều khoản nợ 242, trong khi đó phần ghi tăng chưa xóa thì các bạn sẽ phải vào công cụ dụng cụ xóa nội dung và chứng từ bị ghi tăng thừa, rồi các bạn sẽ vào báo cáo đối chiếu lại một lần nữa để sao cho nội dung giữa công cụ dụng cụ so với sổ cái như ở trên hình ảnh là giữa sổ cái và sổ theo dõi là không có thông tin thì chúng ta đang làm đúng. Cuối cùng thì các bạn mới vào phần công cụ dụng cụ ở đây, nhấn chữ phân bổ chi phí. Ở bước này, các bạn chọn từng tháng một và ở bước phân bổ này chỉ là thể hiện nội dung kết quả
Để kết quả đúng được thì tất cả mọi chi tiết của các bạn đều phải đúng. Và chi tiết đúng thì chúng ta cần kiểm tra những cái thông tin như tôi vừa hướng dẫn. Ở mục 1 nhỏ xác định chi phí thì tất cả các cái máy móc này sẽ được đưa ra số tiền phân bổ do việc ghi tăng mặc định từ đầu. Hai nhỏ phân bổ chi phí. Chúng ta lưu ý lọc tài khoản 154. Kiểm tra 154 thì phải gắn với khoản mục chi phí. Và khoản mục chi phí này đã được gắn ở bước ghi tăng hoặc cập nhật công cụ dụng cụ từ đầu. Nếu như các cái máy móc công cụ dụng cụ cho vào mạng dịch vụ thì sẽ chọn là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất cho mạng dịch vụ. Còn nếu như các cái công cụ dụng cụ mà đưa vào phân hệ bảo hiểm thì sẽ là nợ 154 nhưng mà chọn sản xuất chung dụng cụ sản xuất cho bộ phận bảo hiểm xã hội. Ba nhỏ hạch toán, phần mềm sẽ tự động lấy được các bộ phận liên quan và các cái khoản mục chi phí liên quan để tách ra. Ở đây sẽ có hai nợ 154, nợ 154 có 242, khoản mục chi phí là sản xuất chung dụng cụ sản xuất chấm dịch vụ, nợ 154 có 242 sản xuất chung dụng cụ sản xuất cho bảo hiểm xã hội. Còn phần hạch toán nợ 642 có 242 thì không cần phải khoản mục chi phí bởi vì 642 này sẽ đưa thẳng vào kết chuyển vào 911 và không liên quan tới quá trình tính giá thành. Đối với thông tư 133 sẽ là nợ 154 có 242. Còn với thông tư 200 thì đây sẽ là nợ 6273 có cho tài khoản 242. Cuối cùng các bạn nhấn cất để hoàn thành việc phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 năm tài chính. Để kiểm tra về báo cáo khớp với trên báo cáo của giáo trình về cái bảng tính phân bổ này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vào bảng cân đối tài khoản chọn tháng 1 đồng ý. Về mặt nguyên tắc của việc theo dõi phân bổ công cụ giữa hạch toán và bảng phân bổ thì các bạn sẽ xuất khẩu ra file Excel. Về bản chất thì tôi xuất khẩu ra Excel để giúp cho các bạn nhìn rõ hơn. Về việc đối chiếu thì chúng ta mở bảng cân đối trên Excel và dòng đến tài khoản 242. Dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản là bao nhiêu thì sẽ bằng giá trị còn lại trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Và để xem được cái báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ cũng ở phân hệ báo cáo này, chọn đến phần công cụ dụng cụ, chọn bảng tính công cụ dụng cụ, chọn thời gian cần xem, nhấn đồng ý. Kiểm tra bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ có các thông tin khớp với trên giáo trình, giá trị còn lại là 52.277.500 đồng. Và cũng đồng thời khớp với dư nợ của tài khoản 242. Ý nghĩa của dư nợ tài khoản 242 tức là nhìn vào đây thì chúng ta biết được đây là giá trị còn phải phân bổ tiếp cho sang kỳ tiếp theo. Và ở trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ là cơ sở để in ra sau này để cho cơ quan thuế gióng vào hiểu được những cái máy móc này có thời gian phân bổ có hợp lý với một công ty về việc tư phòng khám hay không và có áp dụng đúng với nguyên tắc thời gian phân bổ sẽ được phân bổ từ 2 cho đến 36 tháng quy định ở thông tư 78 hay không. Thì với thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tùy thuộc vào giá trị của công cụ dụng cụ và mục đích sử dụng để chúng ta phân bổ thời gian cho hợp lý. Nếu như các bạn phân bổ quá dài thì các bạn sẽ phải theo dõi thời gian lâu, còn phân bổ thời gian quá ngắn không hợp lý thì các bạn sẽ bị loại ra khi thanh tra quyết toán thuế. Và bảng tính phân bổ này là một trong những bảng tính mà cần in ấn mỗi một kỳ thanh tra quyết toán thuế. Như vậy là với bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 thì các bạn sẽ thao tác như video tôi vừa trình bày. Chúc các bạn học tốt!